Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, kính chào toàn thể quý vị. Kính chào tất cả bà con xa gần. Hôm nay thì Tùng Quê buổi sáng có mặt tại chùa Hiệp Hòa Tự. Quê cũng xin quay một chút để thấy cho quý vị thấy là ở tại chùa Hiệp Hòa Tự cũng có những cái khâu chuẩn bị đón Tết cũng rất là đẹp nha quý vị. Có không? Có, coi tên cứu dạ. Con tên gì? Con tên Khánh. Khánh hai nhà con ở đâu lận? Dạ nhà con đó. Vậy hả? Nhớ rồi, kinh chú là tên gì? Nhưng mà con chỉ coi sơ qua coi con biết rồi. Cái gì? Quay đây là. Thích Tùng Quê phải không? Phải kinh chú là kinh Tùng Quê phải không? Con mắng nhắn đăng ký rồi nhắn like luôn. Đó, dữ quá ha. Con không có kinh chú nhiều. Kính thưa quý vị, thì trước cổng chùa An Hòa Tự có chữ chúc mừng năm mới nha quý vị, cũng rất là đẹp nha quý vị. Giờ kính mời quý vị vào bên trong, đặc biệt chùa Hiệp Hòa Tự. Hiệp Hòa Tự thì có một cái ngôi đình kế bên là đình Bình An nha quý vị, ngôi đình cũng rất là khang trang. Rồi kính mời quý vị vào bên trong. Thì ban trị sự xã Hiệp Sương cũng có treo cờ hoa, cái cờ hoa coi như là theo đường rất là hai bên luôn nha quý vị, nhìn thấy rất là đẹp. Thôi kính mời quý vị vào bên trong để chúng ta tham quan ha, tham quan cái cảnh chùa Hiệp Hòa Tự đang có cái sự chuẩn bị Tết. Quý vị thấy là có treo kêu bằng treo này gì mấy con trong chống gió hả? Trong đúng rồi, chú cũng không rành lắm đó, mấy đứa rành quá ha. Tại ở đây rồi hết con có làm ba cái này rồi, con vẽ không biết có làm đó hả? Sao không làm vắn vô á? Không tin thôi, tao làm tao mày không thấy trong chống gió nha quý vị. Cái đồ quý vị thì nhìn thấy phía trước chùa có một dàn bông quý vị, dàn bông rất là đẹp nha quý vị. Có một anh đang tưới bông. Đúng rồi. Cũng theo ông này. Ông kính, kính thưa quý vị, có một dàn bông thọ rất là đẹp nha quý vị. Ở trước cũng có các chậu bông. Ủa chị mới đâu kêu giữ mấy đứa? Trên đó, trên đó, trên đó. Ở trên nóc chùa hả dạ? Trong chùa, ở trong nóc chùa đó. Bởi vì đất lành chim đậu ha. Có nghĩa là chùa chiền ít có ai để ý tới ảnh, ảnh ở quá ở ha. Cái đuôi. Trước bàn phong thiên cũng rất là đẹp nha quý vị. Kính mời quý vị xem phía trước bàn phong thiên. Con chào ông Chính. Không nghe. Ông Chính mình cũng hơi lãng tay, thôi giờ mình lên mình đảnh lễ Phật nha. Mấy đứa đi theo chú đảnh lễ Phật nha. Mình đi trên chính giữa luôn hả sao mấy đứa? Hay đi bên? Đi giữa đi. Đi bên đi, đi bên đi mấy đứa ơi. Hả? Có sao? Dạ. Bây giờ mình lại trước cửa đình một chút coi, tôi thấy sao chim nó kêu quá, mình lại đó chút xíu coi. Bây giờ đây là hội trường của ban trị sự xã Hiệp Sương nha quý vị. Chim nó kêu quá, kêu mình coi coi nó đâu. Vậy đó hả? Không thấy à.
nghe chim kêu mà không thấy đó, anh bài ồ anh bài. Nó có tổ trống. Ờ. Đóng tổ ngoài. Quá khứ nhiều rồi, chim sẻ. Chim sẻ hả? Ừ. Chơi bắn chim sẻ. Thôi bây giờ kể từ bây giờ không thấy được cái gì. À, kính thưa quý vị, kính mời quý vị vào lên trên nha quý vị. Mình có cái cây kiển này đẹp quá quý vị. Cây này mấy đứa biết tên không mấy đứa? Cái này là bông nhãn thọ. Cái này là cây gì ta? Cây quên này. Mấy cây kiển cái gì á? Ừ, cây đẹp quá ha. Rồi, kính mời quý vị lên trên nha quý vị. Bữa nay có mấy đứa em nhỏ đi theo mình. Dạ, mình cũng nói chuyện lai rai với mấy đứa. Vô chung chung chúng ta đã đến chánh điện rồi quý vị. Rồi, mời tất cả mấy đứa nè. Kính lễ với chú nè. Kính lễ Phật nè, chắp tay lại. Kính lễ. Kính. Kính lễ Đức Thầy, kính. Rồi xong. Thôi mình vô trong luôn, mình ở đâu? Vậy hả? Đây là đà bàn Đức Phật Di Lặc quý vị. À, chúng tôi xin quay một chút phía trên nữa quý vị. Lâu lắm rồi mình không có về chùa để Phật tử mình quay ha. À, kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu một chút. Chùa Hiệp Hòa Tự thì được xây cắt lại sau này là do đức ông đức bà rồi trước là cái đình nha quý vị, nên sau khi xã sắp nhập lại nên dư một cái đình, rồi đức ông đức bà qua mới sửa lại làm một cái ngôi chùa đặt tên là chùa Hiệp Hòa Tự. Đặc biệt thì chùa Hiệp Hòa Tự không có di ảnh, không có tượng cốt nha quý vị, không có tượng cốt, nên bắt đầu sau này chùa bị hư nhiều nên ban trị sự xã Hiệp Sương đã cắt lại và đã sửa lại, thì bây giờ thì ngôi chùa rất là khang trang. Thì mẫu chùa này cũng giống như coi như là mẫu chùa do ban trị sự trung ương để rồi bản vẽ, thì nên ngôi chùa cũng được đặt làm mẫu chùa, mà chùa mẫu nha quý vị. Và trong ngôi thờ thì chỉ thờ Tam Bảo. Tam Bảo thì tức là Phật Pháp Tăng, tượng trưng cho cái màu già, hiện tại có cái khuôn Tam Bảo chính giữa đó quý vị. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Phật thì thờ hết tất cả các chư Phật mười phương. Pháp là những dấu pháp của Đức Phật, của Đức Thầy để lại. Tăng là ví như Đức Thầy là cái người đã từ ở bên Tây Phương trở về để rồi chỉ dạy cho chúng sanh, tượng trưng là Tăng. Kính thưa quý vị, Phật Pháp Tăng. Kính thưa quý vị, thì giới thiệu một chút cho quý vị cùng thấy. Rồi bây giờ chúng tôi kính mời tiếp, đây là bàn thờ Đức Phật Di Lặc. Hình thức thờ giống hệt như là chùa Thầy nha quý vị. Nơi đây là thờ Quan Âm Nam Hải. Mình giới thiệu tiếp, bên đây là Đạt Ma Tổ Sư. Vị Đạt Ma Tổ Sư là khi đến Trung Quốc giáo hóa tại đó, rồi sau ngày là nhập thiền 9 năm ở tại Hàng Động nha quý vị. Kính thưa quý vị, thì tiếp tục chúng tôi kính mời quý vị hướng đến chân dung Đức Thầy để chúng ta định lại. Kính mời quý vị định lễ Đức Thầy. Đảnh. Dạ thưa xong. Thì mình giới thiệu lần lần. Ở đây thì có ngôi thờ của Đức Ông Đức Bà. Hôm nay thì cũng có một cái món quà
có một món quà có hình Đức Ông Đức Bà nha quý vị. Xin mời quý vị cảnh lễ Đức Ông Đức Bà. Dạ thưa xong. Kính thưa quý vị, thì kính mời quý vị đến đây là ngôi thờ của Đức Phật Thầy Tây An. Thì các ngôi thờ đều tượng trưng chỉ có một cái tấm trần già phía chính giữa nha quý vị. Hôm nay thì bông hoa tới ngày 28 thì sẽ thay, em chuẩn bị đón Tết luôn nha quý vị. Hôm nay thì chưa thay bông. Đây là ngôi thờ Cụ Huyền, cái gì? Cụ Huyền Thất Tổ. Cụ Huyền Thất Tổ nơi chính suối ngưỡng mong hậu tấn biết tâm trai. Thất Tổ Cụ Huyền nơi chính suối, quý vị. Thì đó là câu giảng của thầy. Giờ kính mời quý vị thôi mình ra phía sau nha quý vị. Ra phía sau để mình thấy tham quan cái cảnh dưới mé sông. Có không? Có, hai đổi là không có bên đây nè. Dạ hả? Bên đây với lại cái tại bên bé hết rồi. Ta sửa lại để ta thêm hai con gà. Ôi vậy là đẹp quá hả? À? Nam Mô A Di Đà Phật. Mới làm lại hả? Làm lâu rồi chú ơi. Là cái xe cẩu thì cẩu không được á, cho nên muốn xe khác vô. Cái gì cẩu gì? Cẩu tấn tượng lên luôn á. Ờ vậy hả? Nó tấn tượng mới hở là xe nhỏ quá, nó lật luôn xe nó lật rồi muốn xe khác vô. Dạ. Hả? Ờ. Còn bên đây hai đỏ là có hai con gà đều vị bột phát bật hai năm. Ờ vậy hả đâu? Kệ nó hai gà đi. Kinh không? Ờ xa phía sau thì quý vị ơi có cái phong cảnh cũng rất là đẹp cho quý vị. Nên đây là hòn non bộ. Chế. Chào Tùng Quê. Hôm nay về quay chùa mình đi ha. Dạ một chút. Dạ. Có tới khách đông quá đâu. Có chưa? Dạ. Đi 2-3 ngày trở về đây rồi. Dạ, quý vị thấy là chùa này đặc biệt có một cái là cặp mé sông quý vị. À, mé sông mình thấy rất là đẹp. Tại vì xung quanh là sông không à quý vị. Phía sau hậu này xung quanh là sông rất là đẹp. Rồi, kính mời quý vị chúng ta đi xuống dưới để mình đi tham quan vòng vòng chút xem quý vị. À, kính thưa quý vị nha. Chào ông Chính. Ừ. Khỏe không Chính? Khỏe. Sáng mình tưới nước không Chính? À, kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đứng trước đình nha quý vị. Đình có ông Lăng nha quý vị, rất là đẹp. Kính mời quý vị vô trong đình mình chỉnh lễ cái quý vị ha. Kính mời quý vị hướng vào đình. Đây là đình thần tại chùa An Hòa Tự, Hiệp Hòa Tự quý vị. Rồi kính mời các con cùng với chú nè, có quan thượng đẳng đại thần nữa nè. Rồi kính lễ kính. Kính lễ quan thượng đẳng đại thần kính. Mấy con biết không? Có nghĩa là mình đi tới chùa chiền, tới đình thần á mà mình tôn trọng và mình kính lễ đó thì mình có phước nghe không? Mấy con vô trong chùa mấy con đừng có phá điều gì hết nghe không? Đừng có phá do điều gì hết đấy. Đúng rồi, yêu nước đúng rồi. Có mấy phần quà nha mày, chim quá chim kêu ha. Ủa gì vậy hả? Này dịch cho luôn nè, để cho chú coi coi. Hưng thạnh phồn vinh khắp mọi nhà. Ồ, hay quá ha. Cái gì ở trên? Hiệp sức chung lòng xây dựng nước. Bình trị tứ ăn hiền
hít thần hả? Sao mà từ này nghe lạ quá. Bình trị tứ ăn hiền hít thần. Bình trị tứ ăn hiền hít thần. Còn sao lạ quá, cái từ nghe nó hơi đấy. Bên đó để mình đọc lại coi. An khang bố đức bổ đức, an khang bổ đức, an linh miếu. Đúng rồi, an khang bố đức, an linh miếu. Xin thưa quý vị, trước giờ mình cũng không có để ý nên mình chưa có thấy dịch ra các chữ Hán. Nơi đây thì thôi mình sẵn đọc được rồi mình dịch luôn, đọc cái chữ dịch ra luôn chứ gì. Bình trị tứ ăn hiền hít thần, an khang bổ đức, an linh miếu. Rồi ở đây thì hiệp đức chung lòng xây dựng nước, hưng thạnh phồn vinh khắp mọi nhà. Hay quá. Thôi kính mời ra ra mấy đứa. Quý vị thấy là chim kêu, phải nói là chim này là đất lành chim đậu nha quý vị. Nơi chùa chiền chim biết không có ai phá thấy gì nên làm tổ quá khứ luôn, làm tổ chim nóc ha. Thôi mình đi hướng này hang cho đẹp ha. Đây có một cái dòng cái kinh ngày xưa ở đây là thông hương vô trong đồng nha quý vị, nhưng mà bây giờ làm đường mình đã đắp lại để bọng. Ở đây là kêu bằng ngọn cả dầu. Cả dầu. Chú, cái này con biết chú. Dạ. Yeah. Cái này dạ. Nước mắm con mò tôm nè. Rồi. Mò tôm đây mấy thằng. Rồi kính thưa quý vị, mình đi gặp mấy sông. Ở đây cũng có cái chép luôn, cái đầu gà rồi. Chú. Ở đây ha, cô có. Ủa cái này cái gì vậy? Cái mé. Ủa cái mé hả? Mé đất á. Ủa đâu mé đất? Mé đất đâu làm gì bự? Mé này là mé trái. Mé trái mình đó. Không phải. Sao lại giờ tự nhiên làm trái đó con. Đây là mình đi ra phía sau hậu chùa chứ quý vị. Có mấy đứa hai đệ tử đi với mình thành ra thấy cũng vui vui. Để quay cho hai đứa một chút. Hello. 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 Chào. Kính thưa quý vị, có một cái nhà mát nha quý vị. Kính thưa quý vị, mình sẽ ra cái nhà mát mình. Đây nhà mát quý vị, cái nhà mát này thì cũng rất là đẹp, xung quanh là sông nha quý vị. Nhẫn quà. Mình thấy hai chữ nhẫn quà ha. Quà. Nhẫn quà. Đạo đức mười phủ. Còn ở dưới này là nhân nghĩa lễ chí tính. Nhân nghĩa lễ chí tính. Có một con sông nằm xung quanh chùa quý vị. Hướng này là quý vị nhìn thấy rất là đẹp rồi quý vị. Ở đây là cặp mấy sông quý vị, có một cây cái bồ đề rất là đẹp nha quý vị. Kính thưa quý vị thì có một vị đang làm vệ sinh. Đây quay cho quý vị thấy phía sau nha, đẹp nha quý vị.
nó thấy gió mát mát này mà không phải là ở ở ở cạnh núi rồi bây giờ muốn đọc bài núi được không? Được, được không? Đi đọc hí đọc hả? Trời ơi, đọc thì đọc thiệt chứ đọc thứ cái gì? Phải núi đâu. Ừ. Có cái núi kìa. Ờ chị ơi, bữa sau sáng mình cũng quét chân hả chị? Ờ vậy là bữa nào nó cũng có lá rớt rồi chị ơi. Cái này nó là cái lá rụng nè. Vậy hả? Dạ, đây là chị Tư của chúng tôi đang làm vệ sinh, có ai làm thế chị không? Có mình một làm hoài. Mình một làm hoài. Vậy hả? Thôi gắng làm đi anh chị ha. Rủ thêm vài người mà không có ai. Vậy hả? Làm quanh năm. À, kính thưa quý vị thân mến, nhân dịp này chúng tôi xin thành ngâm thành lòng ngâm lại bài Giếng non ong két nha quý vị. Tùng quê thì không chuyên đọc giảng nên cũng quý vị thông cảm. Đọc cũng tạm tạm thôi nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Non tiên gió mát tội lòng phai, tức cảnh thì dân nhà một bài. Cố tưởng ước mơ về nhược thì ngặt gì không canh, lấy gì bay. Dứt xác phàm phu giếng non đài, hỏi nhờ đã cục ngủ đêm nay. Chớ sao bãi núi điều quý tổ, thầy tớ cảnh tiên rõ mặt mày. Nhìn xem cây lá gió lung lay, sáng lại lối chân trở gót hài. Dễ hỏi chư thần mau nôi gót, theo thầy dắt dung khỏi nồng cay. Lầu đài núi cấm lộ nay mây, thức tình chúng sanh mới toàn bay. Khuyên dạy nhân tình minh đạo đức, tu hành được thay cảnh bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy đứa nghe heo hay. Ừ, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay. Xuất sắc. Dẻo biêu. Ừ, được quá. Có mấy đứa khen là được rồi nha. Rồi. Thôi mình đi vòng vòng chút xíu nữa mấy đứa ơi. Đến cái gì chùa Hiệp Hòa Tự nha ngôi. Đây là hòn Long Bộ, tượng trưng các coi đá xây. Đây là mình muốn nhớ cho, muốn nhớ về nguồn cội luôn đi. Ngày xưa là xây bột là mình xây bằng cối đá nha quý vị. Ông bà mình ngày xưa rất là cực khổ, muốn là có những cái chiếc bánh ngon thì phải xây bằng tay, bằng những cái chiếc đá này.
nên nó là ủa mấy rùa giờ hết rồi mấy đứa. Dạ tại vì ta có nhà nuôi thì nó dạy chết dạy bà phơi nên không được. Có nghĩa là thả đi chỗ khác hen. Không, người ta thả ở trong ở ngoài kia, ngoài chùa nhà bông á. À, rồi. À, kính thưa quý vị, như vậy là rùa đã được dời đi nha quý vị. À, kính thưa quý vị thì thưa xong. Giờ đây thì Tùng Quê bông đẹp à, thấy có một cái chữ là hòn để chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây rất là đẹp nha quý vị. Ồ, phong cảnh nhìn thấy rất đẹp nha quý vị, quay cho quý vị thấy nha. Có cái bay mai này, bông này nó ở chỗ trơn rồi quý vị. Ờ, ngôi chùa nhìn thấy rất là đẹp. À, kính thưa quý vị, Tùng Quê sẽ đi về hướng này nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật rất là hay. Ở đây chú không biết mật khẩu, con ơi, nhà con ở đâu? Con gái chồng Phú Sừng á. Ủa Phú Sừng sai dữ vậy? Tại vì mẹ ra đây làm giúp chùa chú. Rồi con đứng ở đây cậu quay phim. Ô đẹp quá mấy ơi, mực đuối ơi, con gái con thấy cái chú kia đang luôn. Làm chùa đang làm hả chú? Con tên gì? Con thiệt chứ ta. Ừ, con niệm Phật chú nghe coi. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc với con, đọc lớn lên coi. Ừ, giỏi quá, chèn ơi, vỗ tay. Rồi đi với chú chơi. Đó, mình đi vòng vòng ha, cảnh chùa đẹp quá. Thêm một hành viên nữa. Cờ hoa mình treo rất là đẹp cho quý vị. À, chuẩn bị thính chơi, kính thưa quý vị thì tại chùa Hiệp Hòa Tự cũng có chuẩn bị để mà đón Tết giao thừa. Dạ, nhờ những ngày Tết thì bà con sẽ đến đây. Cái gì đó con, giống như cái đinh nữa vậy? Hả? Vô sắt. Ừ, con lụm bỏ vô sát vô dắt coi. Lụm dục. Ừ. Dục vô trong dục. Đó, đừng để nó xấu lắm. Dục vô không. Ừ, con để vô đó đi. Ừ. À, kính thưa quý vị thì hiện giờ chúng tôi đang quay phía sau hậu chùa Hiệp Hòa Tự, chùa của Phật giáo Hòa Hảo nha quý vị. Thì phía sau này có nguyên một cái hàng rào cặp mé sông luôn quý vị, rất là đẹp. Các thành viên của chúng tôi hôm nay đi diễn chùa với chúng tôi rất là vui. Chùa Hiệp Hòa Tự rất là đẹp quý vị. À, nóc ngói nha quý vị, có cái sàn. Mẹ con là ai vậy? Mẹ con là ai? Là... À. Ủa nè, Trang ơi, cháu nội không ba đưa hả vậy? Ô, Trang ơi, tưởng nó ai lạ. Mật khẩu vô đó giùm con nghe. Mật khẩu nó ở đâu? Mật khẩu ở đây hả? Chú đâu biết mật khẩu đây đâu. Mật khẩu đây là mô mật cái gì đó. Ờ, bởi vì phải hỏi kỹ vô nhập mới được. Chú đâu không biết đâu. Cái bạn ở đây yếu xìu à. Ờ. Bạn yếu xìu à. Không vô mẫu. Ừ, nhưng mà đâu biết mật khẩu đây, chú phải biết thì chú nhập cho. Chú chờ một chút. Ở đây là ban hậu cần của chúng tôi đang chuẩn bị những món ăn ngon nha quý vị. Trưa nay có khách. Ủa. Đội trưởng đâu hết rồi? Mặn hết rồi. Ủa mẹ con chưa ra hả? Mẹ con không ra, nay con nói với mẹ con. Ủa vậy sao, bả sao hả? Bả có chị Nhân, có nghĩa là sự cho con dâu rồi. Dạ. Lát nữa dưỡng già. Dạ. Chèn ơi, con gái nó nói con đi ra đây với mẹ con mà ai ngờ tưởng đâu ai. Tôi có chuyện nhân rồi. À, kính thưa quý vị, đây là ban hậu cần của chúng tôi. Bữa nay mình thấy ban hậu cần mình hình như mấy cô, mấy chị, mấy cháu mình mới không nghe quý vị. Ừ, thay chưa lớp được. Rồi, kép chánh đi hết rồi, kép phụ không à. À, nhớ đóng vai cho tốt nha. Rồi, chào quý vị nha. À, kính thưa quý vị, thì giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi vòng ra phía trước một chút cho quý vị.
Ờ, nóc chùa cao quá mấy đứa ơi. À, bây giờ giới thiệu cho quý vị thấy một chút là dưới phía dưới ha, là nơi đây kìa. À, mang đi chút đi quý vị ơi. Mấy cưng ơi, ở dưới này thì có bàn tiếp khách nha quý vị. Nơi đây là rất là rộng rãi. À, nơi có võng mà mình nằm nghỉ luôn nha quý vị. Trong đây là đồ, chỗ trên đường. Bây giờ mình trở về chỗ hội trường cái đi ha. Ừ, hội trường. Ở trước có mấy bụi bông thọ rất là đẹp nha. Có thêm thành viên nữa kìa. À, kính mời mấy con nè hướng đến Đức Thầy đảnh lễ nè, chắp tay vô đứng ngang nhau rồi đảnh lễ Đức Thầy đảnh. Tôi xong. Hôm nay thì mình thấy phía hội trường cũng có những cái món quà chuẩn bị để mà tặng cho mấy cái người thành viên chắc trong chùa quá. Kính thưa quý vị, nơi bàn thông thiên có những cây kiển chim két rất là đẹp nha quý vị. Có một cái chim két hai con luôn. Rất là đẹp. Hồng hạt hả? Dạ. Chưa bằng hồng hạt hả? Dạ. Nó hồng hạt mà. Ồ, cái mai này bông dữ quá ta. Tại tao không lặt á. Không lặt luôn. Không, tại vì tao ít có người lặt cái gì trên cao. Đố con mai này mai gì? Tao không biết đó. Mai gì đó? Mai vàng. Mai vàng á. Mai vàng là gì vậy? Mai kiến thủy hay gì đó nha. Không phải luôn. Mai ông chính kia ông đem về cho. Chú không dành. Chính ngày vậy mất. Em gọi con đi. Bây giờ mình quay hướng này chút xíu đi, nhìn thấy cảnh cái nóc chùa nè, rất là đẹp nè. Thì hiện tại mình thấy trước nắp thang chùa thì có những cái bông để chuẩn bị Tết, bông thọ. Bông thọ này mà hôm qua có chưa con? Nè, từ bữa thứ 6 tuần trước đây. Ủa hả? Vậy hả? Tới nay luôn? Là tao chưng rồi, là tao xịt nước trên cửa, kéo chút. Đúng rồi. Cũng lâu rồi. Kính thưa thì giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng bộ phim hôm nay tại đây. Tại vì mình nãy giờ giới thiệu vòng vòng. Thì tại chùa Hiệp Hòa Tự cũng có sự chuẩn bị đón Tết Xuân Quý Mão cũng rất là đẹp nha quý vị. Thì ở trong nội nọ, ở trong chánh điện thì chúng tôi thức nghỉ vài bữa nữa. Thì sẽ có cắm bông rất là đẹp. Giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng bộ phim hôm nay để rồi mình còn phải đi một cái sự kiện, đi qua Bình Thịnh Đông có một sự kiện mình nha quý vị. Mình đến gia đình bác Phạm Bình Tây. Giờ đây thì chúng tôi kính chào quý vị và kính chúc quý vị bình an, hạnh phúc, niềm vui, nhiều niềm vui trong ngày mới. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hay.